Như Nghĩa và Thảo My kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Mua Gì Ở Đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Co-op. Kính chúc quý vị có một tuần mới làm việc thật hiệu quả. Các thông tin về thị trường xe cuối năm 2017 sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh đó, các tin tức về thị trường tiêu dùng mùa Noel sắp tới cũng là những thông tin mà quý vị không nên bỏ qua. Mở đầu là phần siêu thị tin, mời quý vị cùng theo dõi. Mở đầu là phần tin cập nhật thị trường. Quý khán giả thân mến, còn gần một tháng nữa sẽ đến ngày Noel. Những ngày này, các cơ sở kinh doanh như là nhà hàng, cửa hàng quần áo hay là khách sạn đã bắt đầu trang trí không gian kinh doanh của mình. Phóng viên của chúng tôi đã có cuộc khảo sát tại một số địa điểm kinh doanh phụ kiện trang trí Noel lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Đi dọc tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, nơi chuyên kinh doanh các phụ kiện trang trí, các mặt hàng trang trí mùa Giáng sinh rất đa dạng. Cây thông được bán với giá khoảng 400.000 đến 500.000 đồng một cây. Hạt chôm năm nay có nhiều mẫu mã và màu sắc hơn, giá dao động từ 20.000 đồng cho đến 60.000 đồng một hộp 6 hạt. Ngoài ra còn có các loại vòng treo, dây đèn, trang trí đa dạng màu sắc và kiểu dáng. Năm nay các tiểu thương cho biết đã bắt đầu ý thức hơn về việc chọn hàng Việt Nam để kinh doanh. Song song đó, các nhà sản xuất sản phẩm trang trí nội địa đã bắt đầu đa dạng hơn về mẫu mã để cạnh tranh được với các sản phẩm nhập ngoại. Tháng 11 với các chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu người tiêu dùng vừa khép lại. Để tiếp nối thành công ấy, hệ thống siêu thị Co-op là tiếp tục mang đến cho khách hàng nhiều chương trình hấp dẫn cho tháng 12 này. Cụ thể, vào ngày 2 và ngày 3 tháng 12, khi mua sắm trong khu tự chọn tại Co-op Park, Co-op Extra, với hóa đơn trong ngày từ 500.000 đồng trở lên, không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại và có mua sản phẩm thực phẩm tươi sống theo thể lệ chương trình, khách hàng sẽ được tặng ngay một phiếu mua hàng. Khách hàng thanh toán trong hóa đơn mua sắm trong khu tự chọn của siêu thị bằng thẻ Visa trên ứng dụng Samsung Pay hoặc hình thức Visa PayWave với mỗi giao dịch từ 400.000 đồng trở lên, không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại, sẽ được tặng một phiếu mua hàng 50.000 đồng. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017. Bên cạnh phiếu mua quà tặng, khách hàng sẽ được gấp 5 số điểm trong tài khoản thẻ khi mua những sản phẩm của Vina Cacao, bao gồm bột Vina Cacao, bột cacao từ nay đến hết ngày 10 tháng 12. Ngoài ra, chương trình thứ 3 thả ga tích điểm tiếp tục làm khách hàng hài lòng vào thứ 3 hàng tuần. Chuyển sang các thông tin chính. Vừa qua thì Honda Việt Nam đã chọn thành phố biển Nha Trang là nơi giới thiệu Honda CR-V thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới. Đây là mẫu crossover được mong đợi nhất trong suốt thời gian qua, dự kiến sẽ được bán ra tại thị trường Việt Nam từ tháng 1 năm 2018. Thay đổi lớn nhất ở nội thất của Honda CR-V mới là sự xuất hiện của hàng ghế thứ 3, mang tới không gian rộng rãi cho 7 người ngồi. Hàng ghế thứ 2 và thứ 3 được thiết kế tùy chỉnh, có thể gập phẳng hoàn toàn hoặc là 60-40. CR-V thế hệ thứ 5 trang bị hệ thống màn hình màu 7 inch, hiển thị thông số hành trình và màn hình giải trí cảm ứng audio display 7 inch. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama giúp không gian trần xe trở nên thoáng đãng. Hệ thống cửa gió điều hòa trang bị cho cả hai hàng ghế phía sau. Với phanh tay điện tử mới, người lái có thể dễ dàng kích hoạt phanh chỉ với một thao tác nhấn nút đơn giản. Trái tim của Honda CR-V 7 chỗ là động cơ tăng áp 1.5L VTEC Turbo với công suất 188 mã lực, tương đương động cơ 2.5L khí nạp thông thường. Honda CR-V thế hệ mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản là L, G và E. Xe có giá bán đề xuất dưới 1,1 tỷ đồng. Thời điểm đầu năm 2018 đang gần kề, cũng như Honda, các hãng xe khác cũng liên tục giới thiệu những phiên bản nâng cấp hoặc mới hoàn toàn nhằm kích cầu dịp Tết Nguyên Đán. Và sau đây thì hãy cùng chúng tôi điểm qua những tân binh vừa được trình làng thu hút nhiều chú ý của người hâm mộ. Một tân binh gây tò mò là mẫu SUV đến từ Hàn Quốc, SsangYong G4 Rexton. SsangYong chọn triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam 2017 để ra mắt mẫu xe này, khẳng định quyết tâm trở lại mạnh mẽ tại Việt Nam. G4 Rexton sẽ cạnh tranh ở phân khúc của Toyota Fortuner hay Mitsubishi Pajero Sport. SsangYong G4 Rexton trang bị đèn chiếu sáng 3 ngày và đèn hậu LED, mâm xe kích thước 20 inch, mặt táp lô bọc da và chi tiết giả gỗ. Xe sử dụng động cơ 2.0 lít công suất 225 mã lực. Hiện SsangYong vẫn chưa công bố giá bán cho G4 Rexton. Volvo Car Việt Nam lần đầu giới thiệu mẫu SUV hạng sang cỡ trung Volvo XC60 2018.
Phiên bản dành cho thị trường Việt Nam là XC60 T6 AWD Inscription với mức giá là 2,45 tỷ đồng. Xe trang bị động cơ xăng 2.0 lít kết hợp cả tăng áp, turbocharged và supercharged, công suất 316 mã lực, dẫn động 4 bánh AWD. Volvo XC60 cạnh tranh với các đối thủ như Mercedes-Benz GLC, BMW X3, Audi Q5 hay Lexus NX. Xe có một phiên bản duy nhất với giá bán khởi điểm từ 2,45 tỷ đồng. Range Rover Velar là mẫu SUV cỡ trung hoàn toàn mới vừa ra mắt thị trường Việt Nam. Thiết kế bên ngoài sử dụng nhiều góc bo tròn hơn, đèn pha LED tiêu chuẩn có kiểu dáng cách điệu. Bên trong xe loại bỏ hoàn toàn phím bấm vật lý ở bảng điều khiển bằng màn hình hoặc nút bấm cảm ứng. Vật liệu nội thất dùng da và nhôm cao cấp. Range Rover Velar sử dụng động cơ siêu nạp Ingenium 3.0 lít V6 công suất 380 mã lực. Giá bán chính hãng từ 4,9 tỷ đồng với bản SE và 5,1 tỷ đồng cho bản R-Dynamic. Chỉ 2 tháng sau khi ra mắt toàn cầu, Porsche đã mang Cayenne 2018 về thị trường Việt Nam với giá khởi điểm từ 4,5 đến 8,9 tỷ đồng. Cayenne 2018 không lột xác quá nhiều so với thế hệ cũ, xe được tăng kích thước lưới tản nhiệt và hốc gió trước, đường gân trên nắp capo mạnh mẽ hơn. Bên trong có bảng điều khiển trung tâm mới, các nút bấm ở đời cũ biến mất thay bằng nút cảm ứng. Ba phiên bản Cayenne 2018 sử dụng động cơ tăng áp thế hệ mới, bản cao nhất Cayenne Turbo dùng động cơ V8 3.9 lít, Cayenne S sử dụng động cơ V6 2.9 lít, bản tiêu chuẩn dùng động cơ V6 3.0 lít. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục trải nghiệm. Hôm nay chúng ta sẽ có dịp chiêm ngưỡng một chiếc ô tô đặc biệt đến từ nước Ý qua những đánh giá của chủ sở hữu. Bật mí với quý vị, đây là mẫu xe hiện đang cực kỳ hot bởi vì chỉ có 500 chiếc được tung ra tại thị trường. Và tại Việt Nam thì tính đến thời điểm này, đây là chiếc duy nhất. Hãy cùng chúng tôi khám phá xem mẫu xe đó là gì nha. Anh là anh Huy. Đúng rồi, đúng mình là Huy. Có lẽ là anh Huy sẽ giới thiệu với lại quý vị khán giả một chút xíu đôi nét về mình nha. Mình tên là Huy. Mình chơi xe cũng được 5 năm rồi. 5 năm rồi. Mình là một người rất đam mê xe với dòng mô tô phân khối lớn. Là một người đam mê những cái dòng xe thể thao cũng như là những cái xe phân khối lớn tại Việt Nam. Thì anh hãy cho biết là lý do gì mà anh lựa chọn chiếc này. Huy là thành viên của hội Ducati. Oh. 5 năm rồi. Bây giờ Huy muốn sở hữu chiếc xe gọi là phiên bản giới hạn với lại đỉnh nhất. Cái đỉnh của nó. Cũng như là mình có một cái đứa con ruột của mình, cái bảo bối. Ra mắt tại triển lãm World Ducati Week 2016, Ducati 1299 Panigale S Anniversario là chiếc sport bike đánh dấu kỷ niệm 90 năm thành lập Ducati. Chỉ với 500 chiếc được sản xuất, 1299 Panigale S Anniversario là niềm khao khát của bất kỳ tín đồ mô tô phân khối lớn nào. Chiếc xe này là Huy biết từ cách đây một năm, từ năm 2016. Bởi vì xe này là kỷ niệm 90 năm ngày thành lập hãng Ducati. Với một cái số lượng rất là giới hạn, chỉ có 500 chiếc cho toàn thế giới luôn. Có nghĩa đây là chiếc đầu tiên và cũng là duy nhất tính tới thời điểm hiện nay có mặt ở Việt Nam đúng không? Có gặp cái khó khăn gì trong cái quá trình mà mình đặt hàng mua xe này không? Thì mình đặt hàng cách đây cũng cỡ nửa năm rồi thì xe này mới về được. Về thiết kế, Ducati 1299 Panigale S Anniversario kết hợp 3 tông màu, trắng, đen và đỏ. Xe trang bị ống xả Titanium Full System của Arabovic, cặp van hợp kim nhôm Marchesini với chấu thiết kế đặc biệt. Nhờ sử dụng một số chi tiết vật liệu sợi carbon nên 1299 Panigale S Anniversario nhẹ hơn 2,5 kg so với bản tiêu chuẩn. Xe sử dụng lớp Pirelli Diablo Super Corsa SB với kích thước bánh trước là 120/70/ZR17 và sau là 255/ZR17. Hệ thống an toàn gồm có phanh đĩa trước Brembo 2x330mm, phanh đĩa sau là 245mm, 2 piston. Bản đồng hồ của Sumoto 1299 Panigale S Anniversario trang bị màn hình hiển thị đa thông tin, giúp người lái có thể cài đặt các thông số khác nhau như độ đàn hồi giảm sóc, chế độ lái thông qua các nút bấm ở hai bên tay lái. Anh nhận xét như thế nào về thiết kế của phiên bản lần này? Thiết kế của dòng Panigale từ 1199 đến 1299 là không có khung sườn. So với lại cái phiên bản trước đó thì anh thấy là phiên bản này nó có cái điểm gì khác biệt hay là nổi trội hơn không?
so với 1199 thì cái xe này nó có thiết kế khác chút, phần đầu nó to hơn chút xíu. Phần đầu to hơn. Với lại dung tích xi lanh nó lớn hơn. Phiên bản đặc biệt này thì nó có đã có sẵn carbo Acrabovic. Bo. Ừ. Nó cho kèm theo cây bo, thì cái bo này nếu như xe thường thì mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đô để mình mua thêm. 6.000 đô một bo, trời đất ơi. Rồi hệ thống giảm sốc chỉnh điện. Ồ. Như vậy nếu mà trên cái đường trường thì mình có thể đạt được cái vận tốc tối đa là bao nhiêu? Ngoài 300 km/h. Ngoài 300 km/h. Wow. Nếu mà mình đạt được cái vận tốc đó thì cái xe mình lúc đó nó giữ thăng bằng tốt không? Đúng rồi, nó sẽ cực kỳ ổn định bởi vì nó được cung cấp hệ thống giảm sốc bởi Olin. Này là một hãng rất nổi tiếng. Tư thế ngồi về mã lực, anh có cái sự so sánh gì? Đặc trưng của các dòng xe thì cái tư thế ngồi, cái đoạn xe rất là ngắn, xe cực kỳ linh hoạt. Nhưng mà đối với những cái dòng Sport này thì mình ngồi mình phải chồm. Tất nhiên mình phải chồm nhưng mà cái xe này nó cũng không chồm lắm. À vậy hả, so với những dòng Sport khác? Từ cái bình xăng của mình nó ngắn đi, nên mình điều khiển nó linh hoạt. Xe Ducati ngày xưa chạy trong phố rất là cực, không nó sẽ bị giật. Như là ngồi như ngựa vậy đó. Nhưng vậy hả? Xe đời này thì nó đã mất cái đó rồi, nó rất là mượt hơn rất nhiều. Xe này có trang bị hệ thống quick shift, up shift và down shift luôn, nên khi mình chạy mình sang số mình không cần phải bóp amraya. Vậy hả? Chỉ việc móc số thôi. Và hạ số cũng vậy. Cái xe này của mình nó chỉ có 3 chế độ chạy. Là rain là dùng để chạy đường mưa. Thì lúc đó cái hệ thống kiểm soát và bám đường của nó sẽ can thiệp sâu vào hơn. Mình sử dụng chế độ như thế nào? Thì mình chuyển đổi trên cụm công tắc của mình thôi. À, trên cụm này hả? Còn chế độ thứ hai là gì? Thứ hai là Sport, là dùng để mình điều khiển thời tiết bình thường, khô ráo. Chế độ nữa là Race. Nghe tên là hiểu rồi. Là đua hả? Đúng rồi, để dùng để chạy trong trắc thôi. Không nên sử dụng ở ngoài đường phố vì lúc đó là các hệ thống điện tử nó không còn can thiệp vào xe nữa. Nên cái xe nó sẽ chắc hệ thống điện tử không còn can thiệp vào xe, cụ thể nó là gì? Như là các hệ thống như chống bốc đầu, kiểm soát độ bám đường, nó không còn can thiệp sâu vào xe nữa, nó vẫn có nhưng mà chút chút thôi. Mình sẽ điều khiển chiếc xe cách hoang dại. Ducati 1299 Panigale S Anniversario, trang bị động cơ Super Quattro L-Twin, dung tích 1.285 phân khối. Động cơ này sản sinh công suất cực đại 205 mã lực tại vòng tua 10.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 144,6 Nm tại 8.705 vòng trên phút. Trang bị đi kèm là hộp số 6 cấp. Các công nghệ an toàn trên Ducati 1299 Panigale S Anniversario gồm hệ thống kiểm soát độ bám đường, kiểm soát bốc đầu Rally Control, hệ thống chống bớt cứng phanh ABS, sang số nhanh Ducati Quick Shift, hệ thống treo bán chủ động Olins và kiểm soát phanh Dragger. Trải nghiệm thú vị mà chúng tôi vừa mang đến vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Mua Gì Ở Đâu hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của Sài Gòn Co-op. Quý khán giả đừng quên tham gia mini game của chương trình đang được mở tại fanpage Mua Gì Ở Đâu để nhận được phần quà vô cùng hấp dẫn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai lúc 6 giờ trên kênh HTV7.